quay cả cái thằng ra đây thì vừa nữa. Cái bọn này nó hơi thật đấy. Ô nào nó to thế. Nó hơi thật đấy. Nó hơi lớn to á. Em này, mình quay đây mình từ tay đắp đắp ngược lại. Chưa hề bảo tin. Ôi, cô bà chuyên. Ôi, bây giờ có thể đá, có mua, có cả 3 mũ thằng rồi. Ôi, giờ 6 thằng. 6 thằng đá, mẫu gì? Một tí thế. Rồi, đá là tôi biết. Chị đeo đã sửa răng rồi cơ. Rồi, cô ăn rồi ạ. Ăn rồi. Ăn nhớ sớm đấy. Thịt mẹ căng ở đây không rút được ông ơi. Đây. Lấy dọc chuối. Không rút được thì mẹ rút được rồi nó vỡ hết ra. Nói cái gì thì... Dọc chuối nó móc ra rút được dễ. Nói phải không minh như thì mẹ lấy gỗ mà thì mẹ làm. Chè đợi nó óc thì phấn hờ lắm. Làm người ta phải nghĩ ra như thế nào thế. Cứ có lỗ là được. Lỗ nước rút ra té hết rồi ta. Không hoàn thành nhìn lỗ lên. Đi 6 người tròn mâm đúng không? Ô tí nữa lao đi còn nhìn bọn đen xì bóng trắng luôn. Thank you.
có gì không Duyên ơi? Hà Nội có gì? Hey.